Và ngay sau đây xin mời quý vị hãy đến với một tiết mục rộn ràng, vui nhộn, Hồ Núi Cốc do câu lạc bộ thôn Ngân Hạnh thể hiện. Xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón tiết mục của câu lạc bộ thôn Ngân Hạnh. Xin cảm ơn các bà, các mẹ, các chị đã mang đến buổi giao lưu ngày hôm nay một tiết mục rất ấn tượng.